dụ nâu tờ tròn vạ kê chật bơm chàng, đơn tìm vàng, đi bơm trù, bà chì. Nờ ra bà gặp, lươi kê chật hành lên ăn tìm vào ngày. Bà chì, rõ nặng, đi bô lâm tọc dọc chân, rê chân thử, xâm mạ, ước đi bô lâm bần cùng bà trả đá, tìm tờ tròn mạ nờ ra bà gặp kê chật. Bơm trù kị sơ cật tọc dọc chân hề, đi tìm tờ tròn tàm trọ đếp, ước trọ kê chật, vạn nà, uy bơm trù, bơm chàng lây cho đừng cử thi. Vạ bạch hà lên trìm kê chật đừng nở bạc cáp. Gà kỵ sư cật tạo dọc trên bằng về trìm bê chì. Bơm bà rằm, rõ năng, đệ bồ. Krau, áp bơi con play bằng đệ bồ, dục bà lạc lăng tự à lạ ồ. Các cô nhân viên tháo đuôi bay mà mật nạp nhau người mật ép đặc ạ. In tru ở bên trên ăn cỡ họ in nằm chàng tự thể đặc đề nó chuẩn bị sang nước ngoài nên là em đang xoay sở tiền để cho nó sang bên đấy. Em biết là ở chỗ anh đang có nguồn thế nên là em sang đây để vay nóng anh ạ. Em vậy dòng tuần giờ đang ngắm hàng triệu. À, anh ăn giấc. Anh tụi mẹ ở thằng hò, trên con bà rai chít đám lạc rèn, mình khai hò. Đấy là hữu nguyên rồi đấy. Chứ số tiền to như vậy nhá, em có đi tìm vay khắp nơi thì cũng không đủ được đâu. Dạ vâng. À, anh... Thế cô định vay bao nhiêu lâu? Anh ở bên tộc dọc đang mình khai. Một tháng à? Dạ, mình khai tạm mạng bật rêu lấy anh chỉ lập ở này hò. À. Lấy tăng ấy bên mật lâm nam bơm lạp ả ra, đang in gửi tài khoản ăn cơ ế. Ờ. Sợ dạ bọc bần, liền chỗ trên, đang ấy gửi tài khoản lệ đẳng bế. Dạ vâng. Ờ, đi vào đây. Dạ vâng ạ. Các cô cỡ nhằng. Em chào anh ạ. Thảo à, mất tự âu, đi từ trong chờ. Có chuyện gì? Anh tru bật râu trên. Êu, bình thế. Anh ấp bình đồng vô gọi tại bia bật râu trên con. Em với anh em bạn bè để đỡ vào thêm ngày lãi anh ạ. Anh rời hò, bởi dàn bật râu ở đây, e chép lì đầy từ trong chờ. Ừ, đi tôm chờ, y rời lệ anh bật râu. Trên tôm ngắm hai đèn triệu hơi tôi trên con ba đèn triệu đẹp mình tí. Ờ gỗ mới đây kia ức đẹp tàu lôi a tọc trên con lơ thấy nó ức đẹp lơ lìa e chỗ lăng truột nơ trô lê đẹp bà chín nara in bê trô trên con bà chín nara đấy y hi chỗ thấy nó in bê trô thấy giờ ư ừ, e áp bình bây giờ mình khay lép treo trên con mình khay lìa mà lép in ăn dọc trên con cơ chùm với chẳng ai uy lệnh đề e bà mà trọ hò đi đăng trên tôm trên con in chị đi lâm pha bà nổ e đọc đàng mạ kỳ vù bờ gó eo e bà ngày hà lành in bà mà cơ e bắt nu trên bà ô bà an đợt đề xa thay nò hàm trọ. Bất e trù áp bình trên, lấy ăn e kẻ thập ạ, đặc ai bật râu trên lấy bà ma thay nó à. Anh bà ma cơ e bắt, anh dọc bà ra chết đà lấy bật râu bà ra chết nạp lạc, e á thay anh bật râu trên bình khay lấy dọc chết đường giờ. Anh ư cơ bắt, đây là bà rạch nổ bấy, đặc ai e hàm bật râu ư. Anh ư cơ bật râu, e vạ bật giờ anh. Được rồi. Ego ha. Mai thuy ơi, y hi tru ta ô tu gom ing bia, tim ta trong đai bơm tru nơ pa kap, ing bo e bơm tim ta trong đai bơm tru ta trong đô, ing ư cơ bat kia ô, y tru tu gom ing ha. Vâng, chị qua luôn giúp em với nhá. Vâng vâng ạ. Mày cứ đợi đấy. Đợi đi đợi. Ê ơi tao. Chuyện là như thế chị ạ. Này, anh
In yok chen tru nara tru ple parachinara. In lay yu patro parachinara. Sư bà khó in patro minh khê chạy chết đường dơ. Ô y lăng la bà ra áp in yong chết đường in. Đi đăng in chi hlen lập ô. Nó còn ký vào đây rồi. Thế mà bây giờ nó vẫn cứ cãi. Đồn bây, dèm lệ bà thị vật, kia là bà ạc nô mai thảo áp bình dòng trên đồng nhong vinh hàm hà đăng triệu. Bà giàn bà trô mình khề, trên con bà rai chết đăng là hà đăng hàm lép. Ờ, lần bây xa mà anh bà trô ạ trò bà giàn, trôn tăng ai bà rai chết nà rà, lấy anh bà trô bà rai chết nà rà, sư ạ thay anh bà trô mình khề, loài trô chết triệu lấy anh chạy đồng giờ. In cung bắt gắn ra bắt gặp bằng tư trọng nô kê lơ. In tư cung dèm thay ô. Cả tư trọng áp bình dòng trên đầy bà giàn bằng trên con thay ô. Lê bây áp bình cơ bà trêu ăn bây ăn tộc dọc ở trò bà giàn. Mà lê áp thay bà trêu đi đăng trên lối kịch bắt gặp ư cơ chỗ kịch chất ai giờ này. Nò, mừng mạ lên ạ. Ư cơ bắt e tư kênh, in hả ta, in tư kênh e. Mạc lê tư trọng nhong vinh ăn mai thảo tóc yọc bà ra chết đăng là hà rèn lê a thay lăng ham bơm lệ nơ ra bà gặp hả ư. Mai, in kà rào e trú tà ô tư gom in. Tà ba in cung vạ tư gom yem kà na in tà chèng yem bà ma tư nô băng bàl vạ lăng dây sạ đăng. Dạ tư trọng nô mạ yem a thay lăng dây tạ tòa lê cung bà ràm kè yem. Chị cô cùng nhong ở bằng con ple vẫn từ bọc lăng từ trong nửa bậc bằng chân ở ari vẫn đau lăng từ trong nhôn bờ ta tờ cặp bal bằng từ trong nô đây bù lâm chân ở ari đêm nà rờ áp bình luật sư ăn bát kịch chặt ga áp bình tóc dòng trên hai đầu thay giờ mà còn là nền tảng quan trọng để giữ cho quá trình vay diễn ra công bằng và minh bạch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã thấy những khúc mắc trong tiểu phẩm diễn ra ở đầu chương trình vừa rồi phải không ạ? Và ngày hôm nay, chương trình đã mời đến đây ông Nguyễn Văn Hoàng, là luật sư từ công ty luật trách nhiệm hữu hạn HTH Global. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Xin chào chị Đức Hiền. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Pháp luật và cuộc sống ngày hôm nay. Áp bình luật sư ẩn phát cơ chất ca áp bình tộc dòng trên hre ô thời giờ. Và luật sư có thể cho biết quy định về việc vay nợ hiện nay đang được quy định trong luật hay bộ luật nào không ạ? Dạ vâng. Hãy ô rìm kết chất gà, áp bình tóc dòng trên đường lơ lạp ở kết chất phá rạp bào. Sơ mạ liên kết chất rìm tất răng đi bơm trù bơm chàng ăn tóc dòng trên đường rìm ngân hàng. Hơi ta rìm ăn đi ăn tóc dọc, mạ li gà tất răng đi rơi nổ trô, li nô tất răng ăn tóc dọc trên sự mạ. Hãy ô tìm mạ đi lạp ở kết chất nở bạc cặp ở dơ kết rô, gà tất răng kị bạc cặp áp bình tóc dọc thoi ô. Cơ na rìm tất răng nở bạc cặp hãy ô, gà kị bạc cặp ăn cơ tóc dọc dân sự cô đây hâm mệt viên lập bộ nở bậc cấp dân sự thân nam parapo chật đầm rim cái chật nô ca tóc dọc trên hà reo đây a com viên tơ tròng kỵ bậc cấp tóc dọc tơ mầm trầm đây cái chật hà lên đừng a bằng pon hà reng tro chật bèn tru a bằng pon hà reng po chật môi đừng bờ nở bậc cấp dân sự parapo chật đầm ngay cái nô ấy đây pato hà lên vừa đừng nghị quyết sổ tro môi thân nam parapo chật xin nghị quyết đừng khôn về lăng xe cả lăng pato hà lên gai trên con bằng phạt bơm lại nó điểm kết chất hà rê ô đồng vân dù dọc hà mệt mình. Cả tư trăng trời đã cập bào hôm bước ngay áp bình trên áp bình hà rê lâm mình khay xa mạc dê ô ạ trăl thay nói trên hà rê gô đầy bà trâu thay dơ. Dạ kia cập bào hôm bước ngay áp bình tóc dọc lùi kị bà cập kết chất áp bình tóc dọc lâm bình mình khay băng đầy bà trâu trên con kia kết chất bật áp băng bà ra áp băng phần hà rê bờ dịch bộ nở bậc cấp dân sự thân nam parapo chật đầm cả là kỵ bậc cấp áp bình tóc dọc trên đi bây giàn bằng đầy trên con bay áp bình tóc dọc cơ bây giờ trên ở trào bây giàn sơ mạ thầy bây giờ đi trên hệ kỵ bây giàn ư cơ dô đầy rìm cơ chật này vẫn ở thầy lô no kia tờ trọng tờ cấp bào kỵ bậc cấp áp bình tóc dọc trên đầy bây giàn bằng đầy trên con bằng ngay áp bình tóc dọc thầy bây giờ trên tơm ở trào bây giàn mạ bà ra bà lùi kỵ bậc cấp ở trào nó trên con đi bây giờ đi ăn cơ bây giàn lùi kỵ bậc cấp ư
ឬក៏ជាបារ៉ាប៉ាលុយក៏ចាត់ផារ៉ាថយក៏បៃអន្តកយកក៏ចាត់អានពត្រូវត្រូវបញ្ញានពត្រូវយិនតឹមពលតកយកមិនខេសមៈបារាជិតណារលុយពត្រូវយិនតឹមលីក៏ពំចាំងបង់បៃអន្តកយកហ្វាក់ឡាប់ក៏ពត្រូវយិនកនលឹមបញ្ញានបារាជិតណារលឹមកបឡាងបងៃអន្តកយកយិនអឺក៏ឡាប់ដនលីពលអធិពត្រូវអានឌីដាំងបញ្ញានតកយក គេបកាប់ណោមេងតត្រង់ពើមចាំងយ៉ាងសើបញ្ញានពើមគៀគេបកាប់ណោតត្រង់កិច្ចិតចិនហើយដឹងពើមចាំងយ៉ាងសើគៀកិច្ចិតបិទអបាំងមិងហរេងចិត្តពើបុលុតយ៉ាងសើស្នងអរវោចិត្តដំគេបកាប់តកយកតាមត្រាំបមាកត្របងគេបកាប់យ៉ាងសើបមាចំណងគោដីចិនហើយបិទវាងតកលំរីមតត្រង់ ថយកើតឡាអូម៉ាក់មួយទឹកណាហើយតយគេបកាប់គឺពើមចាំងយ៉ាងសើម៉ាក់បារាណោះបងៃហើយតយគេបកាប់ពើមចាំងកទីម៉ាក់ពេងតត្រង់លំគេបកាប់កិច្ចិតអឺគឺពើមក្លែកទ្រូតត្រង់អឺគឺអានដឹងនរបកាប់ហើយតាជាងងំដនសាហួយម៉ាក់ប៉ុនតត្រង់គេបកាប់យ៉ាងសើអធិត្រាប់លែបបង្កិច្ចិតលំនរបកាប់គេបកាប់ហើយបងណោះអធិវាងទគុំគៀតត្រង់ពើមចាំងយូយកិច្ចិតបិទអបាំងមិញហ្រែងជាសិនដឹងបុលុតយ៉ាងសើ រេអូកិច្ចងាតត្រង់គេបកាប់យ៉ាងសើត្រង់មួយកិច្ចិតហបងយ៉ាងសើនៃពើមគៀនរបមាឡាប្រើជីហតាគៀតត្រង់ពើមចាំងតបាលីពើមចាំងយ៉ាងសើគៀពើមចាំងឌីតើគៀយឺលីវនៃកិច្ចិតលំរបកាប់ងាពើមចាំងឌីតើគុំដីឡាំងពើមចាំងបង្ឡាប់អរចានរបកាប់កិច្ចិតហបងអធិពើមបង្ឡាប់អរនៃចំប្រេកិច្ចិតអពេងលីអធិពើមគៀកិច្ចិតណោះលំត្រង់ណោបុលុតយ៉ាងសើគឺ កិច្ចគេបកាប់អន្តកយកជិនអធិដីតបោបង្ឡាប់រហតាអធិនាំចម្រេកិច្ចិតអធិអបិងនោះកិច្ចិតកាគេបកាប់យ៉ាងសឺម៉ាអឺកបមាទ្រូតត្រង់គេបកាប់អបិងតកយកជិនដឹងរីមអានីអន្តកយកហតាតកាដីជិនអន្តកយកបុលុតយ៉ាងសឺអឺកិច្ចិតហលែនកាតត្រង់អធិជីបង្ឡាប់រហតាអឺគឺបង្ឡាប់អរអធិចម្រេហតាអឺគឺចម្រេយូយកកិច្ចិតតកបាល់ ពងៃអន្តកយកហតាពងៃតកយកងរៃតត្រង់អពេងតកយកត្រាប់លេបគឺពើមគៀបមាតកុំពើមយ៉ាងគៀតត្រង់អន្តកយកជិនហតាបង្ឡាប្អារម៉ាក់កលៃវ៉វីវិរឡដឹងរីមបៃគឺអពេងចម្រេគុំគឺម៉ាក់លៃគៀគេបកាប់អន្តកយកជិនយ៉ាងសើម៉ារីមបៃគូឡាប់បកាប់បង់បលឡាប្អារម៉ាក់ខាន់កាតបាលៃគៀនរបមាហតាគៀពើមយ៉ាងគុំគ ยุยยอกสมะบารปาอัตเทกิปกับเกียลาบอาร์ฟะเกอร์ปมาตโนเกอร์กิจจัดปังอัตเทเพิ่มยาดังจอกนอในปิจ้ายัวบัดเพิ่มจังปังนรปมาเลเดลิงคันเตอร์ปมาเกียลลมบัดดีโบตะเกงเตอร์สาราเลเกตนาตาฟะตะโบตะตรองลุยในกิปกับอัตรอนะ những cái trách nhiệm, những cái nghĩa vụ, những cái cam kết của các bên trước đó thì các bên nên ký bằng văn bản để lưu giữ. Rim trên tóc yak a tay day trên con hư ta ư băng day bayan gai trên con thờ yơ day tay lại kia kia chết thời mạ tay trong ăn tóc yak đừng bà ba kẻ yơ bắt ư cơ chỗ trên con yu cơ nào đừng bay ăn tóc yak nó vạ trên con อือเกยโจอันอุ่งนำตกยอกเฮตาฟังตะกุมเกียนอเลยปรปามะกระจัดกายเจนกอนริมกระจัดฝะเฮเมดมิงกายเจนกอนได้รอยฮเลนบัดอปังพ้นเร่งโตรจิกงามดึงบุลุดเจนสือสนับประโวจิตดำเจนกอนอันตกยอกโวยัวริมไปกระจัดปังอือเกยเกตอกลาบารายจิกลาแรงมิงสนำดึงเจนอเปิงอันตกยอกอือเกยโจนรับกับนายได้เปิมโตรกระจัดเจตปะตะโบดึงจิงโพปังวีบัน ถึงฝุกหอยเลยกัวกระจัดเฮเมดมิงเจนกอนได้ไรตะกะปัลปังไรตะโบกวกหอยบัดหกอากรตะเจะล้อยายเจนกอนกระจัดตอกลอกระจัดบัดกระโซเจนอเปงตอกยอกเลยเจนกอนตอกลอเออเกอได้ยกมัดเปิมจังเกี่ยกระจัดดึงโบลดเจนสือเจนกอนอันตอกยอกเจนสือกัวเออเกอลาปลาจิกลาแรงมีสนำลำกระโซเจนอันตอกยอกลำกระปลาได้ตะปลีเลยกัวยัว
cơ quan nơi bà cặp đầy bờ mình hàm mết khá tư trọng nô vân lùi dù trên con nọ bà rà chức là hà rèn lâm cặp là bà rà bà cơ chất ngà trên con xa mạng cơ chung lọ bà rà chức là hà rèn mật nơi bà cặp cơ chất trên con lê tóc dọc lọ ngô ư cơ đầy chân này tư trọng bà rà đừng tư trọng nô cơ chất và bà rà bà đầy cơ chất ngà trên con xa mạng ư cơ chất nọ tôm dơ băng đầy tờ gà ngà trên con lê trên con gô đầy cơ chất đang đàm dịch là hà rèn trên con lâm cơ chất bất áp bằng mồn tư trọng nô cơ bà mà nó bà rà bà khi bà cặp tóc dòng trên đầy cơ chất nó bà rà bà gô bà rà bìa trên con xa mạ ư cơ chất trên con nó trồm dơ lì bật đi bồ bà chè bà gà trên con đầy cơ chất đang đàm dịch là hà rèn cơ sổ trên lờ lò cơ chất bất áp bằng mồn nó đang đàm dịch là hà rèn đừng bà rà dịch là hà rèn ư cơ đầy cơ chất hà lên gai trên con bật đầy bà chè bà lây trên con đầy cơ chất nó mà chất là hà rèn thay nó vân cơ bộ cơ chất đừng bộ luật dân sự hà rè ô lùi bộ rà đa gai trên con mạ bà rà bà cơ cơ chất băng riêng tư trọng vạ lăng dây và bộ tư trọng kẻ trú bà rà bà á thay dù yọc bơm trang trọng đẹp trên con mạ nà rà bà cặp anh và về tất cả tất cả đầy bố bên cơ á thay chi hà lên cơ sổ trên con và về bơm pram rõ năng đầy bà tinh gia lâm cấp là thoi cơ in lôi rầy bà rà bà đi cơ chất trên con xa mạ ư cơ chất rõ đà trên con lây trên con gô dù dọc lâm thang đâm dịch là rèn cơ sổ trên ăn thoi nó gô pram tru lôi dù đâm bà ăn tọc giấc chỉ bằng 50% cái mức tối đa mà luật cho phép thôi thì như thế thì nó có thể là ảnh hưởng đến quyền lợi của bên cho vay chẳng hạn, thì các bên nên tham khảo kỹ mức lãi suất mà pháp luật quy định tại từng thời điểm để ghi nhận rõ vào trong hợp đồng thỏa thuận cho vay. Xin được cảm ơn luật sư với những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được những câu hỏi. In Anpolo tóc yak mình hèn đam dịch triệu, lâm piano chit ngam khe, băng đầy chi la para a bình tóc yak, hre o, lôi tru piano petrel, sâm mạ sư ư petrel, mạ khan sư nào rắp mình tóc gre ô tô, và nam vi vật, thay nó tất trọng nô đầy lăng dạy thay giờ. Tất trọng bồ chết nô, lấy đầy bố kê hà lên lâm chân nợ ari hà kê lơ bằng ngay a bình tóc dòng trên đàng ư cơ vạm bà trèo kê tư trọng nô lấy nô tư trọng hợp bóng đâm bà rà bá gà cơ chất nô lấy rìm bay bớt đầy bơm trô lời dùa đơn cơ tí lấy bay ăn tóc dọc cơ tư kênh dân sự và a bình ăn đi xét tư lang bà gọt sư bà trèo ăn cơ bần dỗ lời trên con lâm cấp là gà lùi lăng dây tờ ăn đi xét tư lang bần mà bay a bình tóc dọc cung ư cơ vạ trâu lây bay ăn tóc dọc cơ a bình xét tà lăng kia nở rờ bạc cắp tay tâm am trăm đơn cơ ti vạ trâu ngay cất nó gà tư trọng nổ tư trọng đơn bằng ngay tóc dọc cung cơ cơ chật kia a bằng mình rèn bơ chất đâm bộ luật hình sự gà tư trọng tư cơ rơ dọc tâm am trăm hà lên lâm tư trọng nổ bằng ngay a bình dọc lùi kỵ bạc cắp lâm lạp ả rờ vạ gơ đầy dọc chình đầy tâm am trăm đơn bằng ngay ăn tóc dọc đông trong nó trô bì dân, mạ khăn gơ bà rêu, xa mạ sư ư bà rêu và tạc gà rạc giọc. Ngay cơ áp bình xếp tà lăng, nhìn đầy rơi tạc gà bàl, lì bay áp bình tọc giọc, gơ tạc kênh tạc rong đừng bà ngay áp bình tọc giọc, trô anh đi chăng công ăn, và tạc rong bật nhẹ đầy ngừng, và tạc gà giọc tạm mạm trầm. Lâm tạc rong nổ, anh đi chăng đầy bơm gô bà nhìn lăng xếp tà lăng, băng cơ chất bơm lại nơ bạc cặp hình sự lấy bay áp bình tóc dọc cô bơm xét phạt giữa cái chất lâm nơ bạc cặp đừng bộ luật hình sự yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành cái bản án đó cưỡng chế thi hành án để bán tài sản của người vay để mà thanh toán cho cái nghĩa vụ của mình. Ngoài ra thì là trong trường hợp này thì cái hành vi của người vay thì cũng có thể là có khả năng mà cấu thành vào cái tội quy định tại điều 175 của bộ luật hình sự hiện nay về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể là trong trường hợp này người vay đã bằng cái hợp đồng vay để có được tiền, có được tài sản từ bên cho vay, sau đó thì dù là đến thời hạn
và có khả năng, rõ ràng là họ có khả năng vì họ còn mua sắm được các tài sản khác, nhưng họ lại cố tình không thực hiện thanh toán cho bên cho vay đấy ạ, mà có ý định về việc mà chiếm đoạt chẳng hạn, thì ngoài cái khả năng mà khởi kiện dân sự như tôi vừa nêu thì bên vay, bên cho vay còn có thể tố cáo cái hành vi của người vay này tới cơ quan công an về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để được điều tra xử lý. Trong trường hợp mà cơ quan điều tra xem xét xử lý mà có kết luận, có đủ cơ sở để kết luận rằng đây là cái hành vi vi phạm pháp luật hình sự, thì cái người vay có thể bị xử phạt, bị xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự nữa. Thì đấy là những một hai cái tình huống có thể xảy ra, hai cái trường hợp mà người cho vay trong trường hợp này có thể sử dụng để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Apin Pene Dim De Tukla Đường Luật Sư A Complay Bằng Đà Bồ Mạ Khăn Thoi Dơ A Thê Ngân Bằng Phương Kiện Nà Đà Bạc Cát Nói cho khoa và bà diên mình khôn về lăng trên sạch đăng bằng lời dù anh Complay bằng tìm tới trong đoại tạc cơ bào khô bà tôi đòi dèo rai tụ bộ tà dà rô Pene Bằng Cả Cô. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.